Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan phòng chụp X-quang trong phẫu thuật nâng mũi nha. Đây là lần đầu tiên mình biết đến nâng mũi cũng có chụp X-quang. Mình tưởng chỉ có những bệnh lý liên quan đến xương khớp hoặc là tim mạch hô hấp mới phải chụp chứ. Đầu tiên là bạn sẽ được mang một cái áo chì giống như tôi nè. Cái này nó lạ lắm, nó không giống như những chiếc áo mà mình hay mặc. Hỏi bác sĩ thì mới biết là áo này được sử dụng như một cách thức che chắn bằng chì để bảo vệ tôi khỏi bức xạ và hạn chế từ bức xạ nhằm giảm cái liều tác động của nó. Lớp chì có tác dụng giảm đáng kể cường độ bức xạ, do đó được sử dụng trong việc ngăn chặn tia gamma và tia X đó. Ê, mình được nghe bác sĩ nói về công nghệ chụp X-quang AI điện toán các bạn, là công nghệ chuẩn đoán hình ảnh lâm sàng, cung cấp hình ảnh 3 chiều về cấu trúc mũi nè, nền mũi, mô mềm và vách ngăn, tạo điều kiện thuận lợi cho bác sĩ đưa ra phương án phẫu thuật phù hợp. Mình có tìm hiểu thì không phải là cơ sở nào cũng có quy trình này đâu nha mấy bạn. Mình vừa mới chụp xong là trên máy tính đã có liền phim luôn nha. Ê, mà công nhận công nghệ chụp X-quang AI ở bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo nó khác lắm nha mấy bạn. Độ chính xác của công nghệ này nó chính xác gấp mấy lần so với lại những công nghệ khác nha mấy bạn. Tôi có hỏi bác sĩ nói phim chụp ở đây không có giống như những tấm phim ngày xưa ông bà cha mẹ hay chụp đâu nha. Bác sĩ cũng dựa vào phim chụp hồi nãy để phân tích tình trạng mũi và đưa ra phương án phù hợp cho mũi của tôi đó nha. Giờ thì chuẩn bị vào phòng mổ thôi nè. Check, cùng mình theo dõi nha.